là tuốt được hả? Tuốt của nó xích ra. Đúng rồi. Mẹ bên có kéo chưa ạ? Bằng khánh thành. Trời. Còn dưng cột. Chị có thể cho em biết là nghi thức này từ đâu mà có không? Cắt banh khánh thành. Đi nghe tụi cột ra xếp. Cho nó có cái độ coi. Có thể có chị tụi qua tới đây tí. Quệ tụi qua tí. Trời ơi. Đúng rồi. Rồi đẹp rồi. Cái bông đẹp nè, cái này cho nó chấm giữa. À, trời ơi. Tự nhiên để miếng vải lên cái mâm cái xong ra cắt cắt cái xong. Kéo chứ rồi nó giờ vậy đó. Đâu cảm vậy. Bữa nay cái anh đó ảnh cũng mới, ảnh cũng chưa có biết nữa. Dạ. Cảm. Chưa có tin. Em để em thấy để trái dừa ra cắt nó hay. Chặt ba nhé. Ngang các bạn ơi. Cái này mình có dư giả rồi vậy.